Chào các bạn, sáng nay là ngày 26 tháng 1 và là ngày 24 tháng 12 âm lịch. Chúng ta cũng đã cận kề Tết rồi các bạn ơi, một vài ngày nữa thôi. Đơn hàng, những cái đơn hàng mà đóng cái kiểu và giao hàng đi tỉnh hiện nay sẽ bắt đầu thưa dần. Bởi vì các cái đơn hàng ở tỉnh hiện nay là bắt đầu sẽ phải cân đối về vấn đề thời gian giao nhận nhé. Khi các bạn đặt hàng qua mạng thì các bạn phải cân đối. Một là nhận hàng trước Tết, hai là nhận hàng sau Tết nhé. Bởi vì nó sẽ có những cái vấn đề về khó khăn trong vấn đề giao nhận. Nếu dễ thì trong vòng từ 2 tới 3 ngày là các bạn đã nhận được rồi. Thì hôm nay là 24 âm lịch, 25, 26, 27 thì các bạn có thể nhận được rồi. Và các hãng giao nhận hiện nay họ làm hình như là tới 28, cho tới ngày 28 họ phát hàng cho hết ngày 28. Cho nên anh Phi rất là ngại những cái đơn hàng đóng trong giai đoạn này đi tỉnh. Ngại ở đây không có nghĩa rằng là chúng ta không nhận được hàng trước Tết, mà ngại là cái cơ hội nhận hàng trước Tết nó sẽ chia ra thành 5 năm nhá. 5 năm bởi vì sao? Bởi vì nó có những cái khó khăn mà các bạn ở ngoài ngành giao hàng á, các bạn chỉ là khách hàng á, các bạn sẽ không tưởng tượng hết được nhá. Nhưng mà đơn về thì anh Phi cũng phải đóng thôi. Cái đơn này sẽ đi về Thoại Sơn, An Giang, xã Vọng Thuê, xã Vọng Thê, thê là vợ đó các bạn, thê tử á, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, An Giang. Anh Phi sẽ đóng nhanh nhất có thể. Em thì báo với anh Phi là đã có đơn từ hồi sáng và anh Phi đã kiểm tra lại. Và cái đơn hàng này thì anh Phi biết khi chat với nhau á, thì bạn là một bạn nhỏ cho nên anh Phi có gọi điện thoại để xác nhận đơn thì gặp mẹ bạn. Thì mẹ bạn đã ok rồi, mẹ bạn nói là chị có biết qua rồi, bé nó đặt và em cứ gửi cho bé đi, ok ha. Như vậy thì anh đang làm, anh đang nói, anh Lazada ghé luôn rồi mấy bạn ơi. Anh Phi kết thúc ở đây nha, anh Phi dán cái này, cái anh Phi kết thúc luôn clip rồi. Mình sẽ gặp lại sau ở các clip khác trong ngày hôm nay. Ấm rồi luôn hả? Chờ anh đi một hai đường rồi mang kem luôn. Hôm nay giao kịp không ta? Chắc vẫn kịp mà phải không? Cái này ở An Giang.